Thành phần kem V7 gồm những gì? Kem V7 Toning Light dùng cho da gì? Phù hợp với da nào? Tại sao bạn cần phải biết thành phần của kem V7 để quyết định là có nên mua kem này hay không? Đó là vì thành phần trong kem gần như quyết định đến sự phù hợp của kem cho làn da bạn. Trong video này Shop giúp bạn trẻ đẹp, bên mình sẽ cho bạn biết kem V7 có thành phần gì hợp với da của bạn để bạn yên tâm mua về dùng mà không lo phí tiền vì không hợp nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này, có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Như tên gọi kem V7 thì thành phần của kem V7 chủ yếu là từ 7 loại vitamin cực chất cho việc làm trắng và nuôi dưỡng da mặt. Nên có thể vì vậy mà nhà sản xuất đã đặt tên V7 như là thể hiện của 7 loại vitamin thành phần trong kem, vừa an toàn vừa giúp da sáng mịn tự nhiên. 7 loại vitamin đó là: vitamin A giúp cho da được tái tạo, sản sinh thêm collagen cho da để đảm bảo da không bị lão hóa nhanh, sinh nếp nhăn nhiều. Ngoài ra còn giúp da mở thâm do mụn, giảm sẹo, giữ ẩm và hạn chế mụn xuất hiện nữa. Vitamin B3 giúp cho da không bị mất nước, giúp da trắng sáng hơn, làm mờ dần các đốm sạm đốm nâu của da, kháng viêm do mụn cũng như tái tạo và kích thích các tế bào da tổng hợp collagen để da trắng hơn và tăng độ đàn hồi cho da nữa. Vitamin B5 như là một thành phần cấp ẩm tự nhiên. Vì thế mà khi dùng kem V7, bạn thấy được da mình được cấp ẩm nhiều hơn nên tràn đầy sức sống hơn. Bạn nào da khô khi xài V7 rất là thích. Vitamin E có trong thành phần kem dưỡng V7, như là thần dược cho da vậy. Chắc bạn đã nghe quá nhiều về làm đẹp da bằng vitamin E rồi phải không? Vitamin E giúp da bạn không bị lão hóa sớm, giảm nếp nhăn hiệu quả và giúp da sáng mịn và chắc khỏe hơn nhiều, cấp ẩm tốt cho bạn nào da khô. Vitamin C cũng có lợi ích cho da không kém và không cần phải nói nhiều nữa, vì ai cũng biết cả rồi. Với việc bảo vệ và tăng cường sản xuất collagen mạnh mẽ, thì da của bạn luôn đàn hồi và không có nếp nhăn nhiều. Khả năng chống lại ánh nắng mặt trời giúp da sáng hơn và giảm nám hiệu quả nhất. Vitamin H là một thành phần trong kem V7 nữa, còn gọi là vitamin B7. Có khả năng điều tiết dầu thừa giúp cân bằng da, cân bằng độ ẩm cho da nữa. Tuy nhiên chức năng tốt nhất trong kem này là khả năng trị mụn của dòng vitamin này. Vitamin F là thành phần không thể thiếu nữa. Với công dụng như là một hàng rào bảo vệ da, da của bạn sẽ được bảo vệ ngăn khỏi các tác động tiêu cực từ môi trường bên ngoài, giúp da không bị tổn thương. Và vitamin F giúp cho da bạn không bị sần sùi hay nứt nẻ. Lỗ chân lông được se khít hoàn toàn. Kem V7 Toning Light dùng cho da gì? Là những câu hỏi mà gần như bạn nào đang quan tâm cũng muốn biết. Như phân tích các thành phần ở trên thì bạn cũng thấy được kem V7 Toning Light gần như phù hợp với mọi loại da. Da nào cũng dùng được hết, nhưng không phải là bất cứ da nào cũng ok hết. Bạn nên xem kỹ hơn kem dưỡng V7 dùng cho da gì, vì nhiều khi có một thành phần duy nhất nào đó có thể khiến da bạn bị nổi mụn hoặc kích ứng. Nhưng phần lớn da nào cũng kem V7 cũng ok cả. Bên shop mình có nhiều bạn da dầu, da hỗn hợp hay da khô dùng rồi đều cảm thấy ok lắm. Lúc chưa dùng họ cũng sợ không hợp nên shop mình khuyên là hãy dùng hộp mini để thử trước. Lỡ không hợp da kem V7 Toning Light dùng cho da gì? Là những câu hỏi mà gần như bạn nào đang quan tâm cũng muốn biết. Như phân tích các thành phần ở trên thì bạn cũng thấy được kem V7 Toning Light gần như phù hợp với mọi loại da. Da nào cũng dùng được hết, nhưng không phải là bất cứ da nào cũng ok hết. Bạn nên xem kỹ hơn kem dưỡng V7 dùng cho da gì, vì nhiều khi có một thành phần duy nhất nào đó có thể khiến da bạn bị nổi mụn hoặc kích ứng. Nhưng phần lớn da nào cũng kem V7 cũng ok cả. Bên shop mình có nhiều bạn da dầu, da hỗn hợp hay da khô dùng rồi đều cảm thấy ok lắm. Lúc chưa dùng họ cũng sợ không hợp nên shop mình khuyên là hãy dùng hộp mini để thử trước. Lỡ không hợp da bạn thì bạn không mất quá nhiều tiền vì phải bỏ kem thì tiếc lắm. Kem V7 hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem V7 hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.